Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe giàu năng. Anh Huy Thái, hôm nay hai anh em thưởng thức cái món điếm bò ha. Đây, mình chuẩn bị hai cái chảo điếm bò đó, có súng đạn đầy đủ hết luôn. Em bên đây cũng vậy luôn. Em nó sợ nóng rồi nó giảm lửa rồi. Đây. Đó, bây giờ thế này. Tắt luôn. Hai tắt hả? Tắt rồi đấy xuống đi. Lấy đây xuống giùm mình các bạn. Tắt luôn. Rồi anh Huy muốn tắt tắt luôn đi. Tại sợ anh em chuẩn bị tinh thần lại chiến hay nó ra anh em sợ nóng. Thôi ok. Rồi 1.74 á em. 1.74 với lại cái chảo đó. Là... em biết tắt thì anh không biết tắt, chuyện đó là chuyện của em. Đâu anh tắt rồi một ký nói chưa hai nói rồi 1.7 luôn đó anh Huy đúng, anh thích làm để đâu để đó, còn mà hãy mà cảm giác chưa ấp phơi nè, đây có một mâm mình luôn nha anh Huy. Rồi hai anh em cứ móc gì đó múc sàn gì đó làm gì làm sửa sàn là sao đó sửa sàn mà một khi là ben là lùa. Thơm ha. Đó. Trang mới hồng bi lên. Người hình trang anh Huy múc kiên ra. Rồi, Chiến ơi. Ờ, chào Thái kìa. Chào Thái chút. Bạn chờ lâu quá. Rồi, chơi vậy luôn rồi. Đi luôn hả? Đó, em bưng cháy rồi. 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 Cho ra luôn. Còn còn cái này nữa nghe thấy. Còn này nữa nghe em. Cái đó là có miệng thêm phải không anh? Đúng rồi. Khoan từ em. Tính ăn cái gì? Không có, em chấm em thấy ngon quá chấm em thèm ăn nhiều. Bây giờ mới thế này, hai anh em được 25 phút. Hết tất cả. Coi như đầu mình căng với cái lỗ ha. Có cái này. Có 1.000.000 đó, hết trước nha, 25 phút nha, hết sau mình vét tiền mới được đó, 2 xị, hết trước 1.000.000 hết sau 2 xị ha, để ngồi đây luôn, nhét đây luôn đó. Hai anh em hiểu hết không? Dạ. Sơn đại diện hai anh em mà tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng lẩu bím bò với bún hai anh em mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị đi. Đâu anh chấp Thái con phúc đi. Dạ hả? Ý là anh Huy là anh nói đó là anh ăn lẹ hơn em. Dạ. Anh chấp em 1 phút cho nó cân bằng lại phải không? Đó. Đồng ý không? Quê chấp được chấp mà nói em đồng ý không? Anh Huy chơi đẹp luôn. Dạ rồi cảm ơn anh Huy. Anh Huy chơi đẹp luôn á. Dạ. Ha, rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Nó công lau mồ hôi. Lau mồ hôi đi. Có chảy gì đó cứ không nước là nào tới báo cáo ngay chứ mà còn 3 giây là em báo anh biết. Thấy lúc này có tiến bộ nha anh Huy. Một phút rất là căng nha. Không thì nói chung anh cũng thử chấp em nó ra để cho thấy rất là rất cố gắng. Nếu em nó thắng anh thì anh cũng mừng cho nó. Thôi mà thắng thì chiến sau là ăn đồng không? Đúng rồi. Em nó lúc này rất là cố gắng á. Nếu mà thắng anh thì chiến sau ăn đồng. Úp quét úp quét dữ á. Lẹ lắm đó. Nghe phút quét là coi. Rồi chuẩn bị quê ơi. 3, 2, lụm. Mình nghĩ chắc hai tay này ăn cái này hết chắc chưa được 10 phút quá, lẹ quá lẹ.
anh Huy rất tự tin. Cảm ơn anh Huy. Cảm ơn anh Huy cho em tiền. Em nó khách sáo lại anh Huy. Quê ăn ba cái súng đạn xong rồi mới tính chuyện bún. Mà tính chuyện bún coi chừng không kịp nha. Lúc đó là muộn rồi nha. Thái về coi như là rất là tiến bộ. Vì Thái là chịu học hỏi cách ăn của anh em khác nên mà mau tiến bộ. Còn mình không chịu học hỏi cách ăn của người khác là vẫn nằm lì đó. Nằm lì cái đó. Cái này nó thật nát khó luôn không? Dạ. Cái máy này. Quá lẹ. Hình như là không có thở luôn á. Quá 5 phút à. Ủa tôi ơi, hôm nay ta anh Huy đang quá lẹ luôn á. Nhưng mà hôm nay tại cái bún nó dễ nuốt, thấy làm lẹ quá. Chứ mà phải là có gì chụp chặt chút xíu, dù thịt nhiều chút xíu là anh Huy thì vẫn thắng. Quá hay luôn, chưa được. Coi chừng là 5 phút mà có mấy chục giây à. Dễ thiệt, thở hai anh em thở chút đi. Bây giờ là em trai, còn em, cứ gấp thêm ăn. Dạ. Chút xíu nữa. Xíu nữa, thở ra. Thở. Chiếc xe ăn đồng nha. Rồi, quyết định là chiếc xe ăn phải ăn đồng đó. Ok, ăn rất hay luôn. Sản phẩm nó của em á. Anh. Người anh xiết, mà nó là xì khối luôn á.
thiết là thiết mình thấy coi như là không thở luôn á. Không thở luôn. Anh Huy cho cảm nhận ăn cái món bím bò này anh Huy. Ngon. Ngon anh. Ừ. Là mấy cái súng nữa ra đó. Ừ. Nước chú hai là đường xả, cốc xả rồi. Ừ. Thơm á. Hành rồi vô cái ngon. Chúc mừng em Thái nha. Dạ. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chờ đợi.